Kai'Sa, Kai'Sa đang mất khá nhiều thời gian. Và khi mà Kai'Sa mất nhiều thời gian như vậy thì Xuân Bách mang vào. Xuân Bách công được cái pha sượt thần kỳ và mắc sức của Xuân Bách khiến cho cầu lôi của CT double kill. Xuân Bách mang vào đầu tiên. Xuân Bách thị trường rất đẹp từ ba người lên. Và đây là Wombo Combo. Thì chưa Xuân Bách không biết phải nói gì nữa. Câu được rất nhiều của bằng sức Kai'Sa bên đầu tiếng Bè mang vào phần chiều cuối. Mất đi pha sượt kỳ, mất đi cả tốc biến trên người. Có vẻ như Bách muốn đến thắng luôn ở trong tình huống thi đấu này. Quá khủng khiếp. Một cái xe.